tận đây chạy được gần nó nhắn tin mà mình xóa tin nhắn đến rồi mà quên không nhắn tin gửi đi, các bạn nó đọc được nó ném từ điện thoại từ tầng 3 tới tầng 1. Nghề lái xe giống như nghề đây là biểu tượng lái xe của di sản văn hóa thế giới, không được như cậu đâu, à là bị hạn chế nhiều thứ chứ anh. Em ở Quảng Ninh này là em làm weekend 2 năm rưỡi của này. À thế. Đến chỗ nào cũng biết. Nếu mà làm thị trường thì chỗ nào chẳng biết. Thị trường thì chỗ ăn, chỗ chơi. Rồi không, ngày xưa làm bia biết nhiều nhanh. À. Làm bia rượu biết nhiều. Nghĩa là cái chỗ nào ăn chơi nhất, đến chỗ sống nhất để biết. Mà như weekend thì nó hay bán trong sàn. Vâng, sàn nhảy Ken Tiger anh. Sàn nhảy vui chơi rồi là ba. Như Century là trước vào đấy là toàn bán kem hết. Vâng. Chứ còn không bán bia khác đâu, chả bao giờ. Là nó cái đẳng cấp nó khác rồi anh, giống như anh đi ô tô mà anh đi phải đi cái đôi dép nó phải ít nhất phải chân đát rồi, năm nay hai 2001 mở đấy nó đã bán 33.000 một chai rồi à. Cho cái con mở 7.000 nên là thành 40.000 một chai đấy, là mình chỉ gọi là ngồi trồng gì ở đấy chứ chưa chạy nước nọc còn 30. Em nói nghe ngày xưa em làm ở Hải Phòng mà nó nhập rượu là nó nhập cả container nhỉ. Mà rượu nhưng nó nằm... anh nghĩ là để nhập rượu nó nhập can nó đóng chết không, không chai và không phải không? Không được. À thế đấy nó đập chết này. Cả container nhưng nó làm giả từ bên nước ngoài làm giả về anh. À bởi vì anh thấy có cậu em của bạn rượu trong sàn nhảy anh vào anh đừng uống. Ra thì nó giả thì nếu giả thì nó từ Trung Quốc còn lại nhiều anh. Anh ấy nghĩ là cái rượu ấy nó kiểu như khi nó không có không 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 làm thế được anh, không bắt đầu nó đóng chai nó có đăng ký về thương hiệu thế giới anh, làm sao anh làm như thế được, nó chết từ trong hầm chết ra. Không ý anh bảo bọn nó làm giả thì nó làm giả thế giả từ nước ngoài, giống như còn rượu Làng Vân ở Bắc Ninh anh thì ông về ông Yên Vũ làm rượu Làng Vân chẳng hạn, nó mang cái tên đó. Thứ hai là rượu mà anh uống cả một container mà ông anh em chơi cái ông mà nhà